Về độ tuổi, chiều cao cân nặng bạn có cần không? Khỏi, chủ yếu là thích hợp là được. Khỏi hả? Công an việc làm? Công an việc làm thì cũng cỡ, thì nói chung lập trường vững là được rồi, ổn định được rồi. Có đòi hỏi chị đó, em đó là phải có nhà không? Sống thì chung thủy yêu thương là được rồi. Thì mình cũng ổn định, thì người ta cũng ổn định thì cũng tốt. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào bạn. Em chúng chào anh. Đứng lớn lên bạn. Cảnh bên mảnh ghép yêu thương. Từ từ đừng có rung trọng. Tướng bè quá trời luôn các. Tướng này, mình tướng ngon lắm. Tên Châu là sinh 1977. Cái gì Châu? Nguyễn Hồng Châu. Nguyễn Hồng Châu, sinh năm 1977. 77 là 46 tuổi. Rồi bạn Châu đến từ đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương. Bình Dương ở gần chợ Lấy Thiêu. Lấy Thiêu Bình Dương. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mảnh ghép yêu thương có cái điều lệ ai cũng phải hỏi qua. Bạn có quyền chấp nhận và cũng có quyền không chấp nhận ha. Thì bạn có đồng ý để mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của bạn đăng lên mạng xã hội hay không? Đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình bạn cũng như chính bản thân bạn sau này bắt hoặc yêu cầu mảnh ghép yêu thương gỡ hoặc tháo bỏ video này xuống là không được. Không được. Đồng ý. Đồng ý. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đồng ý. Rồi hai bạn nói bạn tên gì? Nguyễn Hồng Châu. Châu không? Sao lúc này ưa quên quá ta. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của mình như thế nào rồi Châu? Nay 2017. Chia tay 2017. Đến nay cũng 6-7 năm rồi. Lúc đó rồi hai trước khi chia tay hai bạn có người con nào không? Có hai đứa. Hai cháu hả? Lớn hết chưa? Cũng lớn hết rồi, đứa nay cũng 21, đứa 19. Rồi hiện nay Châu ở Lấy Thiêu Bình Dương. Đang làm công việc gì? Làm ngân hàng, lãnh ngân hàng gấp máy đó, nước đá đó. Làm gì? Gấp máy nước đá. À, ráp máy để sản xuất nước đá đó hả? Đi lãnh tới luôn rồi thôi chứ không có làm. Công việc mình nó ổn định không Châu? Thì cũng đỡ hơn công nhân chút. Sống ổn ha. Rồi ở trên đó là nhà mình hay là sao? Thì cũng nhà ba mẹ giãn cách lên hai tấm, mấy anh em ở người phòng riêng vậy. Cho nên là các anh em ở chung. Còn các con của Châu sao? Ở riêng bên vợ. Ở bên mẹ hả? Giờ mình thì cũng độc thân, mình không có dính. Châu xem cái YouTube hả? Cũng coi ba YouTube mới thấy YouTube và Facebook. YouTube có Facebook cũng có thì mình thấy vậy rồi sẵn giờ chương trình ghép mảnh ghép yêu thương tìm người nào thích hợp chứ mình. Ở ngoài đó cũng nhiều chương trình lắm mà. Có đi chưa? Chưa. Ở ngoài đó xác bên đó nhiều chương trình lắm. Chưa đi. Rồi có xem qua mấy chương trình đó chết chưa? Có mà chưa đi, ý đi mới đi ở đây rồi. Mới đi đây. Rồi có tính đi nữa không? Hả? Chưa. Đi ở đây xong rồi có tính đi đâu mới đâu? Mới đi thử, chứ đâu biết. Hả? Mới đi thử bên đây thôi. Mới đi thử thôi hả? À, nếu mà được thì đi bên khác nữa. Làm gì đi bên khác. Làm gì có gì. Hot boy cười rất là có duyên luôn, có hai đồng tiền nữa. Tướng rất là bè con luôn ha. Bạn nhiêu ký? Chắc cũng này là tám mấy ký. Cao 1m7 không? 1m7. 1m7 tám mấy ký, tướng rất là lý tưởng luôn. Chia tay với vợ, bạn có hai người con. Các con của bạn có thường về thăm bạn hay là bạn có đi thăm? Tết về.
Tết nó về. Tết ghé thôi chứ cũng không có lên nhà đâu. Ở dưới chơi chơi cái cũng đi rồi. Rồi hôm nay bạn Châu nè, bạn đến với Mảnh Ghép Yêu Thương, bạn muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho bạn? Thì mình cũng muốn Mảnh Ghép Yêu Thương là kiếm một người nào nó cũng phù hợp với mình đó. Thì nó cũng, mình thì cũng dễ thôi chứ không có gì hết á. Phù hợp là độ tuổi trước đi. Độ tuổi thì nhiên người ta lớn hơn, người ta trẻ hay sao ai biết được, thì cũng được thôi chứ có gì đâu, nhỏ hơn chút mà nhiên cũng được. Thì mình cho cái mức cụ thể thì, lớn hơn vài tuổi, 5 tuổi xuống cũng được. Mà năm nay bạn 46, vậy thì người ta nhỏ hơn nhiều. Bây giờ nhỏ là mấy, 40 được không? Cũng cỡ đó được. Lớn hơn là nhiêu? 50. Lớn hơn 5 tuổi được, tự nhiên người ta trẻ ai biết được. Rồi 50, 51. Chỉ có duyên sợ ăn thua. Rồi cái đó là về độ tuổi. Chiều cao cân nặng bạn có cần không? Khỏi, chủ yếu là thích hợp là được. Khỏi ha. Công an việc làm? Công an việc làm thì cũng cỡ, thì nói chung lập trường vững là được rồi, ổn định được rồi. Có đòi hỏi chị đó, em nói đó là phải có nhà không? Sống thì chung khỉ yêu thương là được rồi. Thì mình cũng ổn định, thì người ta cũng ổn định thì cũng tốt. Bạn có thích mẫu phụ nữ mà giống như là họ có cái nhu cầu hơi bị hướng ngoại nhiều quá, dạng như là cũng hơi thích mua sắm chút, thích hát hò đi chơi hay là không? Ít thích phụ nữ rồi. Chứ bạn thích phụ nữ như thế nào? Thì nói chung hiền dịu, bên, hay là nội trợ trong gia đình, biết lo lắng gia đình đúng không? Tại vì mình cũng tính rồi phải không? Tính như mình thế nào? Tính mình làm ăn được rồi, đâu có gì, đâu có cần người nào tính nữa. Thì, tính nhiều sao? Quá phải không? Bạn tính gì? Ý là mình cũng làm ăn, là mình cũng lãnh chỗ này chứ mà mình đâu có gì đâu phải kiếm người phải tính nhiều quá. Không, cái đó không có tính, ý là cái tánh phụ nữ, cái người người ta như vậy đó. Ví dụ như bạn có thích đẹp không? Bạn có thích cái đẹp không? Đẹp thì đương nhiên là phải thích. Thì cái người phụ nữ mà bạn nhiều khi bạn muốn kết nối để đi với mình cái quãng đời còn lại đó, thì cái người phụ nữ người ta phải sửa soạn đó, rồi người ta phải mua sắm, hay là nhiều khi cũng làm cái, miễn sao nó chánh đáng thôi. Rồi đi ra đường với bạn thì bạn sẽ thấy hạnh diện hơn, ví dụ vậy. Đó, chân diện được thì tốt, cho mình có gì đâu. Thì bạn có thích thí dụ như mẫu phụ nữ vậy? Cái đó cũng bình thường thôi, có gì đâu. Còn thí dụ mà đòi hỏi cao quá thì thôi. Đòi hỏi nhiều quá, chơi hàng hiệu hay là thí dụ như, rồi đủ thứ chuyện, đủ thứ trọn đó. Cờ bạc là gì thôi, chạy. Bạn có cái điểm mạnh gì không? Điểm mạnh mình chỉ làm thôi, với ít. Biết làm thôi hả? Lãnh đồ làm vậy thôi. Còn điểm yếu? Có cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm mà không để ý. Đi hả? Cười và ít nói nào, cười không ta? Đời sống hàng ngày có khó chịu chứ không? Không, cũng bình thường. Hồi đó sống với vợ trước thì sao? Thì cũng sống cũng bình thường, sau này cũng giờ cũng chia tay vậy, vẫn không hợp thì chia thôi. Sống bao nhiêu năm? Sống cũng cỡ mười mấy hai chục năm. Mười mấy hai chục năm rồi mới thấy không hợp. Thì dạng tới đó giờ người ta không hợp thì nó không hợp. Tới đó tao không vậy hợp mình lo thì làm quá thì cũng đâu có nói được. Lo làm quá mình đổ thừa ai? Tao bỏ đi hả? Không á, mình lo làm. Rồi con cái mình lum hết, mình đâu có nói được. Rồi ai đúng ai sai, ai cũng dịch phần đúng không là sao được. Nguyên do là do ai? Đó giờ mình nói ra cũng không biết là do ai. Gì. Rồi hỏi sơ sơ vậy thôi, chứ còn cái chuyện đó nó cũng quá khứ rồi, không ai. Nhưng mà cũng muốn để cho chính bạn nói ra là chị em phụ nữ, người ta nghe được để người ta dễ dàng kết nối với mình hơn, sau này mà có về sống chung á đỡ bỡ ngỡ hơn. Thì bạn có những cái gì tốt hoặc là cái gì xấu thì bạn cứ nói ra, đặng cho các chị
xem, nghe và hiểu được về cuộc sống của bạn hơn, dễ dàng chủ động đến với bạn. Đó, ví dụ như công việc của bạn một ngày làm bao nhiêu tiếng, thu nhập của bạn bao nhiêu. Thì công việc của mình nói chung là lãnh, có thì lãnh thôi. Nó điện mình thì đi cho lãnh chỗ này kia làm sửa chữa xong rồi về. Nó không có nằm chỗ. Nó có ổn định không? Ý cái là nó đỡ hơn công nhân thôi. Thì dạng mình đi lãnh xuống mấy chỗ này kia, chủ nó điện xuống báo giá. Thì đó là các chị thường thường muốn đến với mình á. Các chị thường thường ưa ngói vào cái làm ăn công việc. Cái công việc làm ăn của mình, rồi cái thu nhập của mình bao nhiêu, có đảm bảo hay không. Của bên mình thì nó đỡ hơn công nhân chút. Chứ cũng ít khi mà mình có, chứ không phải là không. Cũng rất nhiều đâu đó thôi, nhưng mà hiếm khi mình gặp được một cái người thông cảm, hiểu được cho mình. Thì nó là cái đó quý, nhưng mà nó hiếm, hiếm có. Như bạn nè, bạn còn rất là trẻ, 46 tuổi. Bạn ly dị với vợ nay cũng 2 năm mấy rồi đúng không? Đâu, nay 6-7 năm. 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi mà bạn không quen được một mối tình nào bên ngoài sao? Có gì khi mà thấy nãy kia, người ta nãy kia quá mà mình cũng không muốn. Người ta nãy kia là có nghĩa là ngó đòi cao rồi phải không? Nó để ý nãy kia mà gì khi... Ngó cái gì? Ý là ta để ý cái hình phần này, hình phần kia nhiều quá. Lấy mình đi làm mà người ta khác nữa, không ta không có chú tâm mà thiệt tình đó. À, có nghĩa là ta không có thiệt tình thương mình đúng không? Ừ, đúng rồi. Người ta đến với mình vì cái vật chất gì đó. Ừ, đúng rồi. Rồi bắt đầu nếu mà mình không đáp ứng được thì họ ngó ra bên ngoài. Đúng rồi. Thì bây giờ bạn thấy đó, thời buổi bây giờ nó rất là nhiều cái thì chuyện cũng có đó. Quen á mà thấy người ta để ý cái gì đâu. Đúng rồi. Mình mới sẵn lên đây. Thôi bây giờ mình thử thời vận lên trên đây chắc ăn hơn. Trên đây cũng bị đó, chứ không phải không có đâu. Tại vì mảnh ghép chỉ là một cái nhịp cầu thôi, đâu có ở chung với mấy người đó đâu mà hiểu được tánh nết của họ. Chỉ có mười mấy 20 phút, có nhiều người cao lắm 30 phút ngồi nói chuyện đây thì mình chỉ hiểu sơ sơ thôi, chứ còn mình đâu có hiểu được cái cuộc sống của người ta như thế nào. Nhiều khi trên đây mọi người người ta nói như vậy, nhưng mà ở bên ngoài cuộc sống người ta sẽ làm khác, mình đâu có theo sát được, mình biết. Chỉ đến khi nào hai người về ở với nhau thì nó mới phát sinh ra những cái vấn đề, lúc đó mới gọi là. Rồi, bạn có cảm tình với cô nào trên những video đó không? Thì cũng có người mà liếc gì đó. Thấy cô liếng ta cũng khóc đó, thấy mới đây thôi thấy có cũng 50 tuổi trong hoàn cảnh người ta giống như nô đơ cũng giống mình đó. Thì mình có nghề ngỗng 50 tuổi đến từ Ninh Bình đúng không? Mình cũng có làm ở ngoài quải ngay chỗ Trúc Bình, nhà báo của bộ quải, lúc trước cũng có làm mấy đó. Làm gì làm sửa máy bên ngay chỗ anh Trúc á. À, ngay chỗ bộ, ngay tại chùa Tam Trúc á, ngay sông Hồng của nhà máy của anh Trúc á. À, nhà báo của bộ đi ra ngoài ngoài làm luôn ngoài đó luôn hả? Lúc trước đi máy bay qua làm á. Ừ. Nên mình thấy cũng quen, thì mình thấy cũng dễ, thấy cũng quen hả? Tội. Bộ có gặp rồi hả? Không có, thấy mình cũng có ra ngoài làm. Có nghĩa là mình thấy giống như cũng hiểu được cái tiếng cái giọng nói đúng không? Vậy anh Chú có kêu ra ngoài làm nãy kia không, cũng kêu mấy lần mình cũng kẹt đi đâu được đâu. Không, tứ này có ngon bộ có lý à, coi chừng không chừng chấm á. Thì đó mình thấy người ta khóc này kia, thấy cũng chung nhận cảnh với mình, thấy cũng tội. Nhưng mà bạn có thể ra ngoài ở không? Chắc không được, tại vì nếu mà ấy là mình về nhà mình làm tính làm cậu mấy là dẫn cậu vào bên đây ở chứ tại vì công việc mình lo máy móc ở nhà, tại vì nhà ngoại cậu có nhà ngon lắm á, đầy đủ hết á, nhiều khi cậu đi cậu không chịu á, thì đó công việc mình phải về nhà mình thôi. Cái đó để thí dụ như nếu mà liên lạc được
liên hệ được á, thì cái đó lúc nói chuyện hai người tự tính ha, rồi về mình xin số, rồi trao đổi nhau tìm hiểu. Trong cái lúc tìm hiểu đó mình có thể thương lượng. Nếu mà đi đến được đó thì chúng ta thương lượng. Là vào về ngoài hay là vào trong đấy. Thì có chương trình thì đúng rồi, hồi nãy giờ bạn nói lớn hơn 4-5 tuổi cũng được. Tôi cũng hơi nghi nghi. Tôi nói, ừ. Cũng được mà, 4-5 tuổi cũng được. Với cổ 50 tuổi mà cổ cũng còn trẻ, thấy cũng trẻ. Bạn thấy khóc rồi bạn mũi lòng hả? Nói chung gì thì mình thấy người ta cũng giống mình, hoàn cảnh gì giống giống vậy. Giống chỗ nào? Với độc thân đâu nữa. Thì độc thân thì ai lên đây không độc thân, lên độc thân mới lên đây chứ. Mày thấy giống chỗ nào? Thì nó thấy người ta cũng khổ giống mình. Khổ khổ hả? Sao nói người ta khổ, chị đó thì không có khổ. Ý là mua vé bay từ ý là đầy đủ giống mình mà dạng mà khổ là không có gia đình. À, có nghĩa là đầy đủ cũng giống như mình nhưng mà có cái nỗi khổ cô đơn đúng không? Mình thì nghe ngóng đầy đủ, công việc thì cũng ổn định, đầy đủ. Thế nó đồng cảm ở điểm đó. Rồi còn điểm gì nữa không? Nói chung là mình cũng có hay khóc giống chị không? Chắc nói lát khóc nếu luôn mà ấy là ngoài cũng tắm mình cũng hay cũng lát xúc khóc động, luôn xúc hả? Động á. Vậy con cái nào mà thấy ta khóc rồi. Thấy đau lòng mà mình khóc. Tướng bè con bự gì mà hỏi la đụng tới khóc là sao? Nó khác. Sao kỳ vậy? Không có chút xíu gì tội tướng này ta. Ai nhìn vô lầm chết ta thấy. Tôi thấy ông tôi còn sợ. Ừ, sợ lát ông nóng nóng lên dí tôi quýnh tôi. Chưa đó mà ngồi ông nói ông khóc. Chứ giờ khi mình thấy người ta xúc động mình cũng khóc. Xúc động hay không à? Vậy hôm bữa giờ coi cái clip của cái cô Liến đó chắc ngồi khóc ba bữa nay luôn hả? Không khóc mà dù thấy mới đăng hôm qua thôi à. Có khóc không? Không mà thì mình thấy không thấy. Ông coi lúc mấy giờ? Chắc chiều chiều khóc. Chiều chiều ha. Ngồi mình chắc tôi nghi ông khóc rồi. Không khóc. Có nói đại đi trời giấu. Thì đồng cảm đó. Có rơi lệ không? Nhúp rướm không? Có không? Ăn cơm mắc nghẹn hả? Có không? Không có hả? Rồi bây giờ là quyết định nhờ chương trình hay sao? Giờ là nhờ chương trình thì đó kết nối dùng hả? Ừ, kết nối dùng cho mình điện thoại thử rồi sau khi cái video này đăng lên lấy cái đường link gửi cho cổ kèm theo một vài lời nói tốt cho bạn. Rồi chờ kết quả tốt đẹp thôi. Chờ cái chị Liến gọi vào ok thì báo tin vui cho bạn. Thì bạn có sắp xếp đến đây lần nữa không? Có. Hãy nếu mà bạn chấm như vậy thì thôi, không còn gì để hỏi, không còn gì để nói. Tại vì bạn đã xem cái clip đó rồi thì bạn cũng đôi phần hiểu về cái cách trình bày của cô Liến là đúng không? Nên bạn mới quyết định đến với mảnh ghép yêu thương. Mà lên ngồi nãy giờ thấy rung quá nha. Nói chung tướng bự con nhưng mà ngồi rung rung, nói chuyện rung rung. Đúng không? Đúng. Đó. Giờ hết chưa? Đã đổi. Bớt chưa? Cũng bớt quá. Nếu mà mới mốt gặp cô Liến ngồi đây có rung không? Chắc rung nhiều. Rung nhiều luôn hả? Hơi rung hết nói luôn hả? Trời ơi, tướng bự con gì mà không nhát. Trời. Trời giờ bạn còn muốn nói gì nữa không? Có muốn gửi cái lời gì cho cô Liến không? Thì nếu mà cô Liến có coi được cái này thì cứ ấy số điện với nhau là nói chuyện gì hay. Tìm hiểu. Thì tìm hiểu thì, ha. Thì tốt, không được thì làm bạn cũng được. Thì đúng rồi. Lên chương trình người này người kia cũng điện gì hay mà tới thì cũng làm bạn thì coi thử coi được ai được thì ấy. Chứ đâu phải là nhiều khi mình nói mình cảm mến đúng cô rồi. Liến mà cô đúng Liến rồi. Không chịu rồi sao? Đâu, rồi. Đâu phải là như vậy là mình hết đường đâu. Đúng rồi, mình phải mở rộng ra. Rộng, còn những chị mà. Em khác nói hôm thấy ba giờ xúc động. Đúng. Những chị em khác nhiều khi ta thích hợp với mình sao? Rồi vậy ha. Rồi mảnh ghép yêu thương cũng sẽ cố gắng giúp bạn để cho hai người được đến với nhau nắm tay đi cái quãng đời còn lại. Để bạn được hạnh phúc hơn những cái mối tình trước ha. Đồng cảm. Một người ở miền Nam, một người ở miền Bắc.
cũng hy vọng chúc bạn gặp nhiều may mắn ha. Rồi bây giờ bạn chào quý vị khán giả, cái anh em mình nghỉ chưa, kết thúc. Rồi mình chào cộng đồng mạng ra mấy người khán giả, chúc vui vẻ, vui vẻ bé ha. Rung tướng bự vậy mà rung cho trời ơi. Rồi mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.